chuyện tâm linh khó mà đùa được đó nha. Nhìn bộ đồ thôi là biết hôm nay mình có cái điểm gì đó rất là vui nè, và có nhận được lọc lá gì đó từ khách hàng. U là trời, tự nhiên buổi sáng chủ nhật đẹp trời đủ mình đi chơi xong mà còn tặng quà cho mình nữa chứ. Một món quà rất là hết sức dễ thương và xịn sò. Dù đây không phải là lần đầu tiên mình nhận quà từ khách hàng, nhưng mà mình cũng rất là trân quý vì cái câu chuyện đằng sau cái món quà này. Và đây là hai nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay. Chàng trai là một khách hàng đến từ Washington đang chờ xây nhà ở bên Texas với mình. Gái là một khách hàng 2 năm về trước cũng đã từng xây nhà new build với mình. Vì nhà của chàng trai cần hơn nửa năm mới xây xong cho nên mình đã giới thiệu chỗ ở ở Texas ở tạm thời cho chàng trai này, đó chính là nhà của cô gái này. Vì ở Mỹ này tìm một người bạn rất là khó khăn cho nên mình luôn trân trọng tất cả các mối quan hệ trong xã hội của mình. Vì thật sự đây là một cặp đôi mình cảm thấy rất là tâm đắc khi mà mình đã đẩy thuyền thành công cho hai bạn. Nói về tri thức thì hai bạn rất là ngang nhau vì ai cũng đều là thạc sĩ. Nói về tính cách thì hai bạn này rất là hợp nhau, và vấn đề là hai bạn đều rất là sành ăn cho nên từ ngày mà chàng trai dọn vào nhà cô gái ở thì hai bạn đã tăng lên không dưới 10 pao. Rất là mõm mỉm và rất là dễ thương. Đằng sau một câu chuyện vui vẻ của ngày hôm nay thì là một câu chuyện rất là nhức đầu nan giải không biết đường giải quyết, đó chính là chàng trai hỏi mình là bây giờ nhà sắp xong rồi nhưng mà không nỡ dọn ra vì không muốn ở xa cô gái. Trời ơi khổ quá anh ơi, nghề chính của em là môi giới địa ốc chứ không phải là môi giới hôn nhân anh ơi, anh làm gì làm anh ráng anh close cái nhà tháng sau giùm em để em có tiền em nuôi con em với nha. Xong rồi anh quay qua anh kêu mình á là ráng thuyết phục bạn gái của anh á cho mướn nguyên cái căn nhà của cô bạn đó đi, xong rồi dọn qua nhà ở với ảnh. Trong khi cái nhà của ảnh rất là to nha, mà nó hơn nửa triệu đô đó. Xong rồi cô gái mới quay qua nói là cái nhà của cô gái đó cũng đâu có tệ đâu, cũng đâu có dưới nửa triệu đâu mà phải dọn đi. Ngồi phân tích tới lui thì mình mới chợt nhớ ra là vài ngày trước mình có vào website của builder để mà xem giá cả của khu vực đó nó như thế nào. Thì mình rất là bất ngờ với cái nhà y hệt của him bây giờ nó đã tăng lên giá là hơn 100.000 so với cách đây 6 tháng khi mua. Hy chưa dọn vào ở nữa mà Hy đã lời hơn 100.000 rồi đó. Xong rồi mình mới nói là bây giờ nhà cửa chỉ có nước mua thêm thôi chứ không có nên bán ra thời điểm này. Chỉ có một buổi sáng chủ nhật vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ mà tụi mình đã lê lết hết 3 cái quán. Cái quán đầu tiên là tụi mình đi ăn đồ tàu, nó thật sự cũng không có xuất sắc lắm cho nên mình không có để hình ở đây. Còn cái quán thứ hai là cái quán ăn bánh crepe, nó cực kỳ ngon luôn. Và cái quán thứ ba là mình đi ăn cái quán rau câu dừa, tiệm này mới mở ăn cũng được lắm á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hết sức dễ thương này của mình. Nếu cả nhà có nhu cầu mua bán nhà đất ở Texas thì nhớ vui lòng gọi cho Clara, anh Nguyễn qua số phone 682 304 4139 nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Bye bye.